anh em. Ôi đi mẹ, đã phải rồi. David mà. Mẹ đúng là thật nhá. Có dùng viết nhỉ. Để cho anh từ từ thử C2 đi, cho thử một cái em mà. Mẹ sao dùng viết thế? Ui. Đỏ mắt quá. Ui, anh đẹp. Đẹp là thằng nào? Anh đẹp ơi, cho em chửi với anh một kiểu được không? Thế mà vừa bảo đẹp là địt mẹ. Như nào thế mà chửi tao đấy chứ? Vai trưởng, ui. Mà vừa chửi tao có ai chửi địt mẹ đẹp chụp chụp kiểu này không nhỉ? Em ui. Có ai chửi địt mẹ đẹp được kiểu ảnh không nhỉ? Ui trời ơi, em tưởng là vít. Anh trai giữ mắt lâu quá. Ui, anh đẹp ơi. Ừ. Em thấy sao anh mở thẻ trông đen mãi rồi đấy. Thì đã bao giờ hên đâu, em muốn donate cho anh để anh mở không? Ờ, em đốt cho, em đốt donate cho anh hai lần rồi mà. Bao nhiêu tiền? 200. Ui, thật không? Có thật không? Đâu, sau lịch sử ở đây. Lâu lắm rồi, từ cái đợt mà anh còn ở nhà cũ cơ. Nhà cũ ở chỗ cái nào? Cái đợt mà anh còn bắn xe đấy. Nhà cũ ở chỗ nào? Miêu tả căn phòng như nào? Cái góc cam cao cao ấy, xong rồi đằng sau cái bức tường. Cái đợt đấy ở màu đen ấy, cái em hình như cái đấy là gì nhỉ? Nó gọi là cách âm hay cái gì, cái màu đen đen ấy. Hút tiêu âm đúng không? Đấy là phòng này mà có vẻ nhà cũ đâu. Đây là đúng phòng này luôn mà, anh chỉ sửa lại cái thôi mà. Đây là phòng, cái lần này anh sửa phòng đây còn gì nữa. Đúng. Đúng rồi. Rồi tạm được, nói chung là cũng là gọi là uy tín đấy. Mà 200 thì 200 là donate thật không anh? Thật, donate thật. Có thật thì anh cảm ơn nhá. Uầy. Thế bây giờ donate 200 nữa là anh tin thật à? Uầy, bây giờ em mà donate cho anh thì em đỉnh vãi luôn luôn. Em mới bị thầy thu điện thoại đâu. Em vừa chụp bằng cái gì? Đây, điện thoại của bạn em. Đây. Bạn em, bạn đâu? Không, đây là điện thoại bạn em cho em mượn. Ôi, thật ra? Thật luôn, đây em cho anh xem ảnh luôn. Thế vào, không có cái, vào tài khoản nó xem có tiền không? Đâu mở mở ảnh, nhưng mà bạn trai bạn nữ, bạn nam hay bạn nữ? Bạn trai, đây. Ôi, đây nhá, trai. Anh nhìn đi, có phải là ảnh của em đâu. Ủa, chị nào kìa. Bạn gái rồi. Đây là tên bạn nó đây. Đây là cái thằng mặt nó đây à. Ủa bạn trai em đúng không? Ủa. Không, em không có anh trai. Ủa bạn trai em còn gì nữa. Thôi thế là được rồi. Còn bao giờ lấy ra là được điện thoại nhớ đưa đến anh là hai lốp nữa. Em phải đi đây. Anh đẹp ơi, em cảm ơn anh. Trời ơi, đúng mà không tin. Ủa. Gặp được anh luôn đấy. Wow, gặp được anh đẹp. Tịt mẹ anh đẹp. Anh đẹp đỉnh vai luôn. Anh đẹp 10 điểm. Còn nãy mày vừa bảo tịt mẹ. Không. Không, em... anh đẹp đỉnh nào, vừa gặp anh đẹp đít mà em luôn. Thôi, anh sợ quá. Đâu anh tưởng là đầu gấu. Không dám mấy cơ mà. Không dám gọi như là ho he gì mà anh tưởng là đầu gấu mà vừa vặn đít. Em tưởng là ảnh tại mặt anh giữ yên. Ui. Rồi thế nhá. Anh đi đây, xong nhớ đốt bao giờ lấy điện thoại nhớ đốt hai lốp nha. Nhớ đốt hai lốp đó nha. Ok. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ anh em. Nhớ nha. Ok bro. Yes sir. Ờ giữ khỏe nha. Dạ vâng, anh. Mũ gì cơ? Hả? Mũ gì hả cô? Anh chị? Dạ nấu gì đâu chú. Sao chú? Dài dữ vậy? Dạ tại con cảm thấy chú lớn còn nhiều quá nên con gọi chú. Hả? À, con nhiêu tuổi? Con 14. Thiệt luôn? Chú 24? Dạ. Đó, đúng à. Không? Thì con vừa đủ gọi chú. Thôi mà mình cắt nhau có 10 tuổi gọi anh em ấy cho nó gọi như là thân thiết gì gọi chú nghe già quá. Vậy con ở đâu? Hả? Con ở đâu? Con ở Sài Gòn. Wow, chú cũng vậy. Cháu ở quận mấy? Con ở quận 7. Trời ơi, chú không có thích quận 7, chú ở quận 8. Thế mình xa lắm. Vậy là mình không có chơi được với nhau rồi. Xa quá. Biết tại sao chú không thích quận 7 không? Để chú kể con nghe câu chuyện nha. Ok. Đó giờ chú thích người. Người ta ở quận 7 đúng không? Chú thích người ta lắm nha. Đó, chú tới chú tặng hoa, chú đứng dưới nhà. Đó, lần cuối cùng chú vô chú qua quận 7 đúng không? Chú đứng dưới nhà. Người ta ôm chú, người ta bảo là bao giờ tỏ tình đi.
Đó, người ta nói chú như vậy. Mà đủ đi mẹ, 2 tháng sau người ta công khai người ta yêu người khác. Đó là lý do chú không bao giờ quay lại quận 7, con hiểu không? Đó. Xin lỗi chú cũng. Tại sao con lại cười? Chú đang kể chuyện buồn sao con lại cười? Con có hiểu được cảm giác của chú không? Mà con cười. Bộ chú, chuyện buồn của chú mắc cười lắm hay sao? Con cười đi. Sau này đến một ngày đúng không? Mà con thất tình, con quay lại cái platform Ome TV này, con nhìn thấy chú. Rồi ngày hôm đó nha, đừng có hỏi chú thất tình nên làm gì để hết buồn mới hết khóc nha. Nhớ chưa? Mình cứ cười người khác đi. Mình giả bộ mình khóc với mày. À. Chuyện buồn của chú mà con cười ha. Vui lắm ha, mấy đứa. Con đang khóc mẹ, con đang khóc mẹ. Hồi khóc đâu sao nó hứ vậy? Không, tại nó khóc. Khóc kêu gì kỳ vậy? Khóc kêu gì mà vậy? Con đùa chú ha? Con đang khóc, con đang khóc mà. Khóc gì mà như hết hơi vậy con? Khóc nó phải hứ khóc chứ. Khóc gì hả vậy? Bình tĩnh thôi. Chuyện buồn vậy mà cười được. Con là người ác sống thanh thơi lắm hả con? Thôi chú, mình buồn quá, mình bỏ quá. Vậy bây giờ con cho chú hỏi là, thí dụ mà như vậy thì làm sao để hết buồn hả con? Chú bây giờ là đến dạ, đến giờ là gần năm mà chú vẫn buồn nha, vẫn nhớ người ta nha. Thế phải làm sao? Chú đi. Đi đâu? Đi làm cầm gì? Cầm tiền chú quăng vô mặt nó. Cái gì? Nhìn cầm tiền quăng vô mặt đó hả? Con nói vậy ha. Đúng không? Nhưng mà con biết gì không? Cái thằng mà nó công khai á, nó có chạy xe Porsche các kiểu đâu mà chú chạy xe nít thôi. Thì chú làm. Giờ sao? Phải làm sao? Chú làm sao chú? Thì chú làm sao chú vào nó xong rồi chú qua quận 7 chú khu chú mua cái khu Sato ở Phú Mỹ Hưng á. Oh. Đó, bảo đảm nó đổ chú liền. À, mua khu Mỹ Hưng á quận 7 hả? Thịnh lắm không? Được. Rồi. Nó tầm khoảng 100 tỷ đổ lên. Gì dữ vậy? Đù. Dữ bay. Nhưng mà thằng ghệ mới của gọi như là crush cũ của chú á, nhà nó ở quận 2 Thảo Điền có 200 tỷ thôi. Giờ mua lại hết cái quận 7 được hơn 100 tỷ không đủ bằng nó nữa. Giờ nó phải làm sao? Không chú, cái khu nhà đó là một căn á là rẻ nhất là 100 tỷ. Gì? Mà mắc nhất là khoảng 500 tỷ. Gọi là gì con nói lại coi, Santo hả? Santo quận 7. Xa hả? Biết như là Mimosa trong Mimosa hả? Xa rừng hả? Sato đúng không? Saco. Saco đi rừng Liên Minh Huyền Thoại hả? Biết không, như phải, nào? Phải để con. Con ngõ chú được không? Ok. Tết cho chú đi. Con là Tây Sơ đó. Dạ sơ. Đâu ghi ra cho chú coi. Ok. Dạ sơ. Đây nè, đợi xíu nha chú. Đúng rồi, đợi xíu đi chú. Không sao. Chú đợi người ta 3 tháng để người ta công khai thằng khác được. Chú đợi mấy con có mấy phút rồi không có sao hết á. Mà các con lần sau các con đừng có cười thôi. Rồi đó chú. À cha tâu mà bà nội bà là Santo. À không, chứ bà giỡn tôi hả? Thì người ta sẽ gọi cha là Santo chú. Cha tâu Villa phần 7. Đù. Phú Mỹ Hưng. U. 500 mét vuông dưới bay mua bán biệt thự. Ôi 240 tỷ con đùa chứ ha. Cái gì vậy? Giá trung bình đó chú, giá trung bình. Ủa vậy cao nhất là bao nhiêu? Cao nhất là khoảng tầm 300 mấy chục tỷ hả, 400 mấy. Thế bây giờ chú làm sao để mà giàu hơn thằng kia đây? Con nói con bậy chú nghe chú.
Nhìn background của chú chắc chú đang làm streamer nhỉ? Chú nghèo lắm con ơi, cái nghề này không có tiền đâu. Này này không có đồng nào đâu. Cái gì mà ai từ từ, cái gì mà có Nemo cái stream đó gọi là gì mày? Tao quên rồi. Con đi tìm cá vàng hả? Nemo thì con đi tìm con Nemo hả? Gì Nemo vậy? À rồi. Đâu có đâu. Con đi tìm con cá đúng không? Đúng không? Không nè. Ơ mày thấy không vậy? Ủa. À, tao cũng nhìn quen lắm. Ủa quen hồi nào? Trời ơi, đâu có. Để tao lên YouTube mày ơi. Ê, từ từ, chú này nhìn quen lắm nè. Dave Nguyễn. Ê, đang kia mà. Gì đây? 313 người đăng ký, 424 video. 313 người đăng ký, con kêu nổi tiếng. Trời ơi, quá đã FC ơi. Quá trời. Quá Dave Nguyễn này để tôi. Ôi trời đất ơi, gì đây chú ơi, cái gì đây? Ôi giời đất ơi, cái gì đấy nhờ? Ôi giời đất ơi. Ôi sao con xem clip của chú con ho lại như nào? Chú xấu trai quá hay sao vậy? Ủa sao không cười vậy? Ủa? Trông chú buồn cười lắm ha. Day boy and chú trời đất ơi chú ơi. Oh shit, bro. What's wrong, bro? What's wrong my face? Why you laughing? Am I ugly? Am I ugly? No, I didn't say. No, but you laugh at it. No, you laugh at it. So it means I'm ugly. No. Just calm down, bro. I'm calm. I'm always calm. Just joking. Giỡn thôi ha. Giỡn thôi ha. Mình giỡn nhau thôi đúng không? Đúng rồi. Joking ha. Không, con nói chuyện Tây Sờ như này là con đi học trường quốc tế đúng không? Đúng không con? Con phải học trường quốc tế. Chú nghe giọng mà chú biết. Mà học trường quốc tế trong kia là chắc là học... học gì ta? Học gì ta quên rồi. Trường gì quốc tế mà mắc chú rồi. Chú là Khắc Linh đúng không? Trời ơi! Chia tay rồi! Mày giỡn thôi hả? Đó người yêu cũ. Người yêu cũ? Chia tay 4 tháng rồi, họ yêu Khánh Linh. Hả? Không có. Sao? Trời, nghe chú kể tiếp mày, rồi chú đoán tiếp đi chú. Cái gì? Chú đoán tiếp đi, chú đoán. Tao học trường nào? Việt Nam Algeria. Quên rồi. Trường nào mắc trong Sài Gòn ta quên rồi. Chú không ở Sài Gòn. Không phải trường mắc nhất, không phải SSIS. Không phải Sài Gòn. BVIS. Không, cái đó rẻ hơn trường con chú rồi. RMIT. Không, RMIT là đại học mà. Con học cấp 2 ha. Chú lộn. Trường nào ta, trường cấp 2 mà mắc ở trong Sài Gòn là trường gì mấy ông? Đó chú, con coi ghi gì đó. CIS hả? Trường gì ta? Damn. Không, chú không nói chuyện con đâu. Con bảo chú quen Khánh Linh là chết rồi. Chú giỏi con à. Mình không làm bạn được. Này chết rồi. CIS tuition. Sao nào? Anh Nemo. 1 năm 350 triệu. Oh shit. À đâu? Ủa gì vậy chú? Ủa, 14 tuổi là học lớp mấy á con? Con học lớp mấy vậy? Lớp 8 chú ơi, lớp 8. 600 triệu một năm. Đùm. Không chú, chưa tính lại còn ở ký túc xá nè, xong rồi tiền ăn tiền uống nè. Thôi, lại dạy ra gần tỷ hả con? Rồi chú không có... Tao không có live stream. Không có live stream. Ồ, cả ký túc xá cả gì là gần tỷ một năm đúng không con? Chắc cũng cỡ đó, ba con bảo vậy, con đâu biết đâu. Trời ơi, chết rồi. Chú mở cái visa đúng không? Cái gì? Con nói to lên không nghe được cái gì hết á. Không chú ơi, tại con bắt nhỏ, không cảm. Mở thẻ FIFA hả? Con muốn tài trợ chú mở không? Một lần là 7 triệu nè. Tụi con học trường quốc tế đó có tiền lắm mà chú mà làm nội dung mà chú không có tiền. Chú nghèo lắm nè. Con có muốn tài trợ không? Một ngày một... Không, con như nó nghèo lắm.
Nghèo gì học một năm gần tỷ kêu nghèo. Con giỡn chứ ha. Thế một ngày bây giờ con Ngân làm gì con nói chứ nghe. Học trường quốc tế đó như nào ha. Học trường quốc tế đó như nào ha. Làm bài này chú. Làm gì ạ? Mỹ thuật làm bài. Toán. Toán hả? Toán gì kỳ vậy? Nè, xác suất thống kê ha. Đúng rồi. Ủa? Còn cái này là ngữ văn này chú. Let me see it. What you learning? At the new year draws near, it gives us the ideal opportunity. Đây là được viết kìa cái gì vậy con? Cái gì nữa? Khánh Linh Linh hoài. Bà ơi, tôi độc thân nè, bà muốn, bà có ai giới thiệu tôi không? Dạ không chú ạ. Trời ơi, bảo bà bạn, bạn bà tôi độc thân nghe, không có Khánh Linh gì nói hoài, trời ơi. À, ông bà. Hết tầm bậy tầm bạ tôi rồi không muốn. Chú bà là Khánh Linh là X. Yeah, X, no, we know no longer dating, I'm single, okay? Single. Record lại nha, nếu mà lên live mà có hay, nhưng có hay đàn date với gì Khánh đi nha, thì mình gửi cái video, mình tung video luôn. Đúng rồi, tung video là video nóng của chú date. Gì nữa, là có video đâu nóng gì vậy? Mà kỳ quá, mà khủng quá he. Má tao chia tay rồi không yên nữa, lần đầu tiên lên live có người cứ Khánh Linh hoài, nói tên ngữ cũ chứ. Má con cho tao bắt cái chỗ rồi. Hơn con gái đó. Má đẹp á, nên chú là nice rồi ha. Ôi nhưng mà con biết gì không? Chú biết cách để làm sao để giàu hơn thằng kia rồi con. Con muốn nghe không? Nghe cái plan của chú không? Dạ chú làm sugar baby gì? Wait. Ê mày tao bảo là chú đi làm sugar baby đi. À bây giờ chú nói anh nghe nè. Trong giao diện của chú là làm sugar baby thì con nghĩ là thí dụ là mấy bà chấm mấy điểm. Đó, nhắc tới giao diện nó con cười. Không phải con chạy con đeo mắt cười sorry chú. You mean I'm ugly? 7 điểm rưỡi. Gì? Ghê vậy? Đây là trên. Nhưng mà miễn kiểu là 7 điểm dưới là cao ha. Người ta quan trọng là fashion rồi kiểu communication các thứ rồi. No, sugar baby là chỉ quan tâm là how's the sex be, you know? But you too young to be talking about it, but Không, gọi là chú đi làm FWB á, friend with benefit. Đi. Trời ơi, ai trả tiền tao mày biết ai trả tiền không? Tao đi làm luôn nè. Tao khổ lắm rồi. Hoặc là... Không chú, đi ra cầm cái nón giống mấy chị á. Cầm cái gì? Cầm cái nón. Cầm cái nón. Cái nón á? Ủa? À, yes. Cái nón, cái hầu mét á. Sao các chị lại cầm cái nón? What you mean? Là sao? À, không, ý là chú đi làm sugar baby á. Ờ. À. Nhưng mà sao thầm... Quan trọng là sugar baby giàu hơn. Ồ, nhưng mà ai chặt tiền cho chú bây giờ đây, con nhìn xem giao diện của chú, ví dụ body chú như này là con làm sugar baby không? Đâu không con? Sao? Đúng sao chú cong quá, mình thẳng lại đi, cong quá. Mình men lên. Men lại đúng không? Đúng rồi, mình men lại. Đâu không con? Đâu không con? Con chấm mấy điểm nè? Ê mày, tao cho mày coi nha, tao cho mày coi mày chấm mấy điểm nha. À, chấm mấy điểm nha. Mày chấm mấy điểm. Daisy. Ơi. Trời ơi. Cái gì? Mày nói gì mày? Gì lai lai bồ cũ của ông anh đâu? Mày nói gì chết đi mày rồi. Còn sốc quần áo to đùng của ông Nam kia. Ê, ẩu thiệt. Mày đang xì tóc đúng không? Mày đang xì tóc. Ê, quay. Tao biết rồi. Ê. Tao là người yêu cũ của Lai Lai. Mày ẩu nữa. Lai là người yêu cũ của anh tao. Là ông Rambo. Gì tao người yêu cũ Lai chết đi. Ôi, tao trời. Là người yêu cũ bơ. Kiểu trước em bơ là vì em ấy xong chia tay hả? Ôi, vậy yêu cũ chú Lai nha. À, vậy à, vậy là chú trong team Refund. Alo. Ai biết? Never mind. Dạ alo. Nhưng mà cho chú hỏi là cái con bé mà nói là cái gì Lai Lai với cả Khánh Linh Linh tên gì á, nhà ở đâu á, chú qua chú hỏi dạ. Thăm nó cái. Nó sờ lơ quá. Khu villa nhà bè. Villa nhà bè. Ồ.
đâu dạ. Villa nhà bè quận mấy dạ. Vậy villa nhà bè dạ, nhà bè kế quận 7 mà chú là quận 7 đúng không? Ủa nhà bè có phải quận 7 không mày? Ủa nhà bè khác chú ơi. Chú thấy chiếc Porsche nào á, Porsche mà đi vô khu villa á, là thấy thấy nó á. Tên gì nè, chú thấy người sang chú bắt bằng làm họ có được không? Thôi chú không hỏi. Daisy. Daisy, villa nhà bè ha. Mason villa này đúng không? Phú không. Amelia Phú Mỹ Hưng nhà bè. Hả? Cái gì cơ? Daisy nhà bè. Hả? Thời gian sẽ trả lời tất cả. Đang nói với chú hả? À hả? Ý là sao? Ý là sao? Thời gian trả lời tất cả cái gì? Thời gian làm cái gì? Nó bảo là biết chú quen hay không thì thời gian sẽ làm nên tất cả. Biết chú quen hay không? Quen ai mày? Lily hay là Khánh Ly? Trời ơi, tao độc thân mày ơi. Lại. Trời ơi, sao quen lại. Trời ơi, mày ẩu nó mày. Trời ơi, bồ cũ của mình tao, mày nói tao quen hoài, chết đi, tao mày. Không có lai lai gì nha em. Khánh Linh là người yêu cũ. Lai là bồ cũ của mình tao, không liên quan gì hết trơn nha, hai người khác nhau nha. Đó. Nghe chưa mày, bớt xì tóc đi nha, xì tóc sai mà. Chưa yêu kéo như vậy hả, chết rồi. Hả? Gì Bin Nancy? Chết rồi, má mày, tao thấy mày đi chung với Sahana là một couple hoàn hảo luôn á. Mày đi chung với Sahana là một couple hoàn hảo luôn. Con ở trong điện thoại ơi, con ơi, cho chú hỏi là con sợt cái gì á? Không chú, nó nằm trong iPad nè. À con iPad ơi, con sợt cái gì á? Ủa có hai con hả? À đâu, kia là bạn con đúng không? Con sợt cái gì đó? Này là con. Ồ ok. Con sợt cái gì á con? Nó sợt Đế ừ. Nguyễn á. Oh shit, rip. Từ để chú sợt thử. Oh god. Oh my god, she searched on TikTok? Did you look me up on TikTok? Oh my god, don't do that, please. Oh man. Man. Thôi. Nghe cay thì. Ông trời ơi. Đó là nickname của người ta, đó là một người thôi. Khánh Linh với cả Bichensi là một con ơi, mà đó là chú có một người yêu cũ thôi. Một người đó. Con đi làm bài. Mà giống nhau đó. Trời ơi con đi làm con không chào chú luôn. Trời ơi chỉ còn next con nữa. Trời ơi. Mát nhỏ cây thiệt. Chào chị. Chị ở đâu chị? Chị nghe này em nói gì không? Ủa chị không nói gì với em nhở? Mới 211 à. 211. Tức là con 12 tuổi. Đúng không? Úi trời ơi. Con học ở đâu vậy? Con học ở Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu hả? Học cấp 2 hả? 12 tuổi, trời ơi, 10 giờ tối không đi ngủ, mai đi học đi. À đâu, mai chủ nhật mà chú quên. Trời ơi. Á ơi luôn chứ. Không phải, chú đang đi tìm một bạn tên là Linh ở trên này. Con biết con quen bạn nào tên Linh không con? Người Hà Nội. Người Hà Nội ở Gò Đống Đa. Có quen không? Con biết ai này tên Linh không? Không biết luôn hả? Ồ, ha, tại vậy chú phải đi tìm rồi. Thôi con ăn gì con ngủ sớm đi ha. Ai đi học ha. Chú đi tìm bạn Linh đây. Ok. Ok. Ok con. Ngủ ngon nha. Sao quan đi ha. Ủa. Sao quan đi khap. Ê, sao quan đi khap. Khà. Sao quan đi khà. You guys speak English? Rang dùng. Yes, I can speak English. Oh, you speak English? Where are you from? I'm from Vietnam. Me too. Trời ơi. Oh, nice to meet you. Can you speak Vietnamese? Hey, a little bit. Oh, a little bit. I can't speak Vietnamese. Oh my god. You cannot speak Vietnamese. Yeah. Oh hell no. Thôi đùa đấy. Các
Các chị học học cấp mấy đấy ạ? À? Cậu là streamer à? Dạ không, tớ có phải streamer. Đó, đây là phòng ông anh tớ, không phải phòng tớ. Ôi, ngầu ấy. Ngầu quá. Các cậu học lớp mấy rồi ạ? À? Tớ học 12. Tớ học 12 à? Ui, thế là hơn tôi 1 tuổi, tao học lớp 11. Ồ. Oh. Các cậu học học ở đâu đấy? Các cậu học ở Hà Nội không? Yeah. Không không. Không. Như là biển đi thôi. Em muốn học cấp 7 hồi cấp 3 thì chẳng được về đi. Rồi. Sao lại bíp? Anh có làm á? Ủa anh có làm á? Cái gì cơ? Cái gì cơ? Nhìn bạn đi đòi uy tín. Không không, các bạn kia vừa bảo gì ạ? Các bạn. Em nói mới chắc nữa. Wait 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 wait. Nạp quân khả. Cục khôn. No 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 no. I need a translate. Là con nè khả. Là con nè khả. Từ để hắn nói. Nói chi? Nói đi. Nói cái chi? Nói đi thì nói cái chi thì nói. Nghe cái chuyện không phải mà. Tôi là Việt Nam mà. Bạn là Trung Quốc mà. Bạn là Trung Quốc rất tốt. Oh no no, bạn là Việt Nam. No 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 no. 我是中国人。Oh no 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 no. 你的, 你是越南人. I know you. 魅力. I know you. No no no. 魅力. Hey, nhưng mà từ bạn nào vừa nói cái gì lúc nãy? Ai translate cho chú hiểu được không? Từ nãy bạn nào vừa nói cái gì? Tại chú không hiểu. Không, chú mấy tuổi? Chú à, chú không nói chú hơi già. Anh luôn. Ủa nó. Mấy tuổi? Anh từ từ nhá. Để anh tôi từ từ để anh nghĩ ra bằng tiếng đầu cái tuổi nhá. Từ đi ở San Sửa của Lù Chi Ba Châu Sư. Đi ở ở 25 là bao cái gì nhỉ? 25. 25. Sao lại 40? Trời ơi 25. Trời ơi già lắm đâu. Trông già thế cơ. Không phải à. 1960 hả? Trời ơi sao 1960? Chết người chứ. Hả? Nhìn chú về trong năm 59 không? 60. Chú sinh giống người sinh năm 59 á? Trời ơi, nó đau ở đây này, trông chú già thế cơ. Không phải đâu, bạn em đùa đấy. Nhìn anh trẻ thế cơ mà, sinh năm 40 đúng không? Ôi, chết rồi. Ơ, thế mấy đứa đang ở đâu ấy? Mấy đứa là học mà học ở trong Huế đúng không? Yeah. Đang ở đâu? Xem nào. Đang đi chơi à? Gì đây? Ăn với. Có gì ăn không? Đói quá. Làm từ nãy giờ chưa được ăn gì. Thanh long không? Chú cũng thích ăn thanh long. Cháu cắt chú một lát được. Bán mô hình đi chú. Mô hình các cháu thích cái nào nào? Cháu thích, cháu thích con to nhất ấy. To nhất à? Thế thì có con này thôi. Cháu có lấy không? Không, con này xấu quá. Phòng này của chú chứ gì? Chú ơi. Ơi. Không phải phòng của chú. Không phải phòng của chú. Please review your YouTube channel. Họ chú không có YouTube. Trời ơi. Cô lắm. Không thống có tin. Cô lắm. Bật trăm. Hả? Cái gì cơ? Bật trăm. What? You say? Bật trăm. She said that you are stupid. Ai bảo chú, ai bảo chú ngu, ai bảo chú ngu ra đây nói chuyện chú. À, chú ngu đúng không? Thế sao cháu nghĩ chú ngu? Đâu cháu thử giải thích cho chú nghe thế nào. Trông chú ngu thế không? Trông chú ngu thế không? Trông là chú không đáng tin. Thế không đáng tin? Tại vì chú không tặng cho con cái mô hình kia. Thế tặng mô hình thì là đáng tin à? Có lẽ vậy. Có lẽ vậy. Thế con ở đâu để tặng mô hình nào? Con ở chỗ nào? Ừ, Hà Tĩnh. Hà Tĩnh à? Từ Hà Nội đi Hà Tĩnh hết bao nhiêu? Từ Hà Nội đi Hà Tĩnh. Các con ra Hà Nội bao giờ chưa? Ủa ôi, 6 tiếng ạ. Đi rồi đúng không? Thế lần sau ra Hà Nội nhá. Nhớ nhấc máy, alo chú đẹp. À đây, chú, mỗi người chú tặng một đứa. Mỗi người chú tặng một con. 5 người chú ở đây. Nhưng chú để lại cái fanpage của chú đi. Không, để lại bị ban đấy. Để lại bị ban đấy. Con còn chỉ cần biết thế thôi là được. Chú cũng, các con lần sau ấy, các con chỉ cần nhớ nhắc chú là
Bọn con là 5 đứa ở Hà Tĩnh lần trước bảo chú ngu nè, là chú nhớ bọn con là ai nhưng ngay. Nhưng mà tụi con đâu biết chú ở đâu đâu. Chú ở Hà Nội, lần sau nhá, nếu mà các con ra Hà Nội, nhà chú á, các con cứ ra đi, tự ở quận Thanh Xuân, ra quận Tây Xuân hỏi nhà chú ở đâu là mọi người biết ngay. Ai rảnh? Không rảnh. Con thích mô hình nhưng con lại bảo không rảnh. Ờ, con còn chả biết tên chú. Thì chú nói rồi đấy, con thích mô hình thì con phải tự đi chứ, chú lại còn mang cho tận con. Có ai mang cho một người chửi chú ngu bây giờ không? Có chú gì tặng mô hình à, người ta chửi con điên đấy. Ôi dồi ôi, người ta chửi con điên chứ còn bao giờ bị chửi ngu như các con chửi chú đâu. Đâu, anh vẫn ngần nữa, anh có chửi chú. Còn bị bảo xấu nữa chứ. Không mà cũng buồn. Chú ơi. Ôi, cháu nghe. Vừa mới nhấp được một con ảnh đẹp của con ấy. Ảnh nào đâu chú xem nào. Không chứ. Ôi đừng đùa nữa, chú trầm cảm đấy chú nhá. Chú hơi cáu quá, bây giờ chú phải đi uống sữa đã. Chú đi uống sữa đi. Ừ. Cháu ngủ ngon nhá. Ừ, học đi nhá. Bye bye. Tao gặp chú đừng chửi chú ngu nhá. Ok. Thế nhá. Ông, bà Tắp. Bà Tắp quen thân. Bà Tắp có nghĩa là nơi giới chứ mà là ngu đâu nhá. Bà Tắp là con trúc trú mới là ngu. Ờ, trúc trú mới là ngu, chú hiểu không? Đi trời đang bồ bề trúc cuối nè. Chú biết không? Tôi, Nguyễn Minh Hoàng, 25 tuổi đầu, tôi ôm MTV, bị trẻ con chửi là ngu, không những ngu là còn xấu. Nếu ai cùng chung cảnh ngộ này với mình, hãy bấm like và subscribe cho mình nhé. Ai vá lồn thề. Có bao giờ thoáng trong lòng ngu rồi còn xấu nữa chứ. Chú khiến mi. Quá buồn thiệt. Quá buồn. Yo. Hello. Hey. Alo. Tôi đây. À đâu. Alo. Ủa. Ủa. Bạn nghe giọng tôi quen không? Không. Ơ. Oh, streamer à? À không 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 không. Thế chúng mình chưa gặp nhau đúng không? Ừ. Ủa tư tư. Tôi bạn thử nói một câu. Tôi nghe giọng bạn quen lắm. Thế á, không chưa gặp. Tôi cũng chả biết cậu là ai. À thế à, thế không phải. Thế chắc không phải. Tại vì hôm trước tôi gặp một bạn trên này. A à, vạng đen xì. Giọng giống giống như này. Thế á. Ồ, đi hết luôn. Nơi cậu định bảo gì nhỉ? Không, tôi bảo là tôi đây thôi. À. Cậu ở đâu ấy? Sao tối om này. Cậu lại bị ốm rồi đúng không? Ừ. Ừ? Tớ Hà Nội. Hà Nội á? Ừ. Ê, mình ở gần nhau. Ui, không nhưng mà giọng cậu na ná của bạn hôm trước rồi cũng quay như này này. Có phải tên là Linh không? Không. Ôi, thế Linh nhầm. Nào? Không, tớ đang đi tìm một bạn rượu Linh Ava cũng đen xì như này cậu ạ. Mà không phải là cậu chứ. Ừ. Bạn ấy rượu Linh lần trước là tớ gặp ở trên này. Bạn ấy nói chung là có nợ tớ tiền. Nhưng bây giờ tớ đang cần đi đòi tiền bạn ấy. Bạn bảo bạn ở Gò Đống Đa đúng không? Tớ ra Gò Đống Đa tớ không tìm được bạn ấy. Hôm trước kiểu tớ có lỡ nói chuyện một bạn xong rồi lỡ kiểu cho bạn ấy vay tiền ấy. Mà cũng không biết là có tìm lại được bạn ấy không để đòi tiền không này. Tớ tưởng cậu Linh để đòi tiền nhưng bây giờ không phải. Cậu không phải chứ. Không, tớ là Nhi, tớ không phải là Linh đâu. Nhi á? Ừ đúng rồi. Ừ. Đúng rồi, cậu không phải Linh à? Cậu không phải Linh à? Chắc Linh à? Giọng khác rồi. À, tớ đang cần tìm bạn Diệu Linh à? Cũng như này luôn, bạn ấy cũng áp úp cam xuống như này nè. Xong cũng đen xì như này nè. Đấy, các bạn cũng nói chuyện với tớ như thế. Ê chứ. Thế Diệu Nhi không phải Diệu Nhi. Ơ nhưng mà tớ đang stream nha, nếu mà cậu à, đằng nào, nếu mà cậu ngại thì bảo tớ nhờ. Ok, thì cậu đang stream à? Ừ. À, không, không, stream, stream có mấy người xem mà. Không quan trọng không? Điều. Nó cậu tên là gì? Cậu hỏi tên thật hay là tên nickname? Thôi, tên nickname đi. Là Pino. Pino. Nghe có được không cậu? Nghe được 10 điểm. 10 điểm luôn á?
10 điểm dễ thế cơ. Chỉ cần tên là Pino là 10 điểm trong lòng cậu á. Thật ra. Cậu ở đâu? Hà Nội. Ở Hà Nội đúng không? Ừ, ở Hà Nội. Cậu ở gần tớ ở ngay gần Royal City. Tớ ở Thanh Xuân. Tớ là Thanh Xuân. Ú, Trọng Phụ. Ui. Ui, sao? Hàng xóm. Hàng xóm. Chả thôi đây mà. Thật á? Ừ, cậu ở chỗ nào ấy? Cậu ở chung cư à? Nhà cậu ở cậu nhà mặt đất. 69 Vũ Trọng Phụ đúng không? Ừ. 69 Vũ Trọng Phụ. Đúng rồi, 69. 69 là dưới rồi. Dạ. 69 là chỗ trước cửa công an phường đúng không? Không phải. Cậu 69 á? Ừ. Thật á? Cậu ở cái chung cư mà đối diện công an phường á? Đúng vậy. Cái gì nhỉ? Imperia. À đâu, không phải Imperia. Tên gì quên rồi ta? Đố biết. Đối diện công an phường. Chung cư đối diện công an phường. Ôi mà cậu cũng ở Thanh Xuân à? Ở Vũ Trọng Phụng luôn. Ở đúng. À Rivera đúng không? Rivera. Ôi, ừ. Các bạn hàng xóm à? Ôi dồi ôi, bây giờ bạn mở cửa sổ ra, đôi khi tớ ra mở cửa sổ kia, đôi khi mình nhìn nhau bạn. À đâu Rivera mà ê. Nhìn. Ờ không nhìn được ấy, nhìn được ấy. Nếu mà cậu ở nhà ở hướng đằng sau nha. Hướng đằng sau nha. Là bà mở cửa sổ ra, bà nhìn được tôi đó. Thật luôn. Thôi. Nào. Bà định bảo gì cơ? Điêu. Đấy điêu, ơ cơ. Nhà đây thật, nhà Vũ Trọng Phụng thật má, không tin à? Ừ thì tin. Ơ chứ bà mở cửa sổ ra nhìn thấy mà, thế cái gì điêu? Cái gì điêu? Ok. Thế là không điêu cái gì đúng không? Ừ. Ui, chắc mình nói chuyện nhạt quá rồi, cậu toàn cười. Không, tớ nhạt đi. Không, cậu có nhạt đâu. Sorry. Không, cậu có nhạt đâu. Tớ nhạt hay sao? Cậu toàn cười thôi. Nó thêm bất tài nhở? Tự nhiên tìm ra được. Có mà. Khổ quá. Tớ ở mình. Hắn, quanh đây chả quen ai. Tớ ra cậu cũng ở mình á? Ừ. Cậu còn học hay là cậu đi làm không? Tớ đang định học. Tớ cũng đang đi học. Không, tớ tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp được. Tớ đang học văn. Không ở đâu? Học ở Remit. Remit á? Ừ. Tớ học cái gì ạ? Bây giờ tớ đang mới đăng ký thôi, đăng ký ngành tâm lý. Thế cộng năm nhất đại học á? Không, tớ học văn bằng 2. Nói kiểu là tớ vừa lấy bằng kinh tế. Thôi đăng ký một ngành nữa học ấy. Học tiếp ấy. Ồ, lấy bằng kinh tế đăng ký học tiếp á? Ủa, tức là học kiểu cao học à? Không, nó học cũng chỉ là kiểu lấy bằng thứ hai. Ồ, lấy đúng là một cái bằng ấy xong rồi. Xong rồi, ngày xưa tớ học ở nước ngoài, không, bây giờ tớ về Việt Nam tớ chỉ có chỗ điện tử thôi. Ơ, học ở đâu? Học ở Mỹ. Đấy, trước tớ cũng học ở Úc á? Răng. Ừ. Tớ học 2 kỳ ở Úc kiểu trao đổi. Ui, 2 kỳ tức là 1 năm à? Tầm đấy, nó học mấy tháng nhá, học 8 tháng. Cô nào Sydney à? Không, ở Melbourne. Thế sao không học luôn ở đấy mẹ về đây? À, Úc theo kiểu dạng... Nhà tớ học đi sao? Ôi. Úc theo kiểu dạng... của chương trình của Remit đúng không? Học đấy 1 năm xong rồi chuyển đổi về đây đúng không? Ồ. Đúng rồi. Thôi. Thế cậu có bạn trai chưa? Tớ chưa. À, có phải lên đây là đi tìm anh nào đẹp trai đúng không? Post đơn. Tại vì hôm nay chán, tự nhiên lên đây kiểu lần đầu lên đây. Chán á, sao lại chán? Thì chán rồi. À đâu, hôm nay suy chứ. Suy á? Sao mà suy? Kiểu hôm nay xe chưa đăng kiểm ấy, xong rồi đi, xong rồi vừa bị... xe chưa đăng kiểm, bị chốt bắt, trông giống bà chưa đăng kiểm xe ô tô ấy. Bà đi ô tô à? Không biết. Không trông, trông không, trông học của mình, học ở Mít, xong rồi sang Úc học. Ở một mình ở Rivera thì chắc là giống chưa đăng kiểm xe ô tô rồi. Tôi biết thử đấy, hôm nay suy. Thế là chốt bắt mất xe rồi à? Không. Có thua không? Bố xong được, chỉ là mất tiền thôi. Thôi bố vẫn mất tiền. Ừ thôi. Tao gọi tớ. Thật ra tớ xin lỗi chủ công an đâu. Mất tiền đâu. Tớ còn khóc. Tớ còn khóc luôn anh.
khóc á. Cảnh sát ạ, hủ cậu bao nhiêu mà cậu khóc? Ôi suy á, nhiều đấy. À, nhiều. Nói chung là buồn. Nói chung là buồn. Sao mà buồn? Làm như thế buồn á. Trời ơi, có thế thôi, tiếc đâu. Sát thủ cậu bao nhiêu rồi? Mà bị bắt ở đâu? Bắt ở đâu? Thôi, tại vì kiểu chủ quan ấy, ở Hà Nội biết là biết thì đứng chỗ các chốt xong rồi cũng kiểu cũng lách rồi nhưng mà. Ủa, chưa đăng kiểm làm mới mua xe à? Không, tại vì kiểu xe tớ nói chung là kiểu ngại đăng kiểm ấy. Trước thì người ta còn ấy, sau bây giờ kiểu người ta làm chặt rồi thì mình cũng ngại. Không, thực ra là tớ không bao giờ được đi ô tô, tớ không biết đăng kiểm nó như nào. Ủa chứ. Ôi. Không biết lái cậu ạ. Nhà tớ có mỗi Dream rẻ thôi. Cậu cần đi có mà chán thì bảo tớ phóng qua mình đi bốc đồng. Đẹp. Chạy phố. Hả? Giờ tôi đi chạy phố cũng được. Cậu đi bốc đầu không chứ? Cậu đang ngồi xe ô tô cửa ấm. Tính chắn các kiểu quen. Hử? Ừ? Đi không? Đi không đi luôn. Đi không đi luôn đi, từ nhà tớ nhà cậu mất đúng 3 phút rồi, có đi không? Đi thật. Thế á? Đi. Tối nay tớ không làm gì cả. Thích cái đi thôi. Ơ cơ. Đi không làm gì? Đây nha, tí nữa anh em tớ đi đánh bi ai mà tớ không biết đánh. Tớ chả có gì làm. Thật mà, có đi không này. Người ta nhá, độc thân người ta sống một mình, chả có việc gì làm. Ngoài giờ làm ra thì rất là rảnh chó. Có đi gọi như là đi hốc với cả đi tập thôi. Đấy. Ok. Đi không chạy qua, mà đúng bà ở Rivera không chứ. À không, bà bảo tôi Vũ không. Đúng. Chắc bà nói thật. Ở trên bà một đoạn. Đi. Đi thật không? Nói đi nói mồm như đi qua không thấy ai, không chả có thông tin liên lạc đứng gọi cậu ơi, chẳng biết cậu tên là gì. À Nhi ơi à? Chả biết cậu ở tầng bao nhiêu? Đi ăn kim chi Hàn Quốc. Tên thật là ừ, tên thật là gì? Hả? Tên thật là gì? Tên thật cậu của cậu là Nhi còn gì? Hay cậu đang hỏi tên thật của tớ? Cậu. À tớ á? Có ué. Cậu gọi tớ là Kiên được. Kiên á? Trông tớ giống một người tên Kiên không? Chẳng biết, làm sao mà biết được. Đối với tớ tên Hoàng. Đối với tớ tên Hoàng. Hoàng á? Ừ, tớ tên Hoàng. Không, tớ tên Hoàng thật. Nhưng mà tớ cũng không phải tên là Pino. Đã lỡ làm hàng xóm mà mình phải giới thiệu nhau tử tế. Giới thiệu nhau tử tế đúng không? Nick name tớ là cái trên gì được? Ba chữ. Chữ D, chữ E, chữ V. Def. Def. Yeah, that's my American name. Nguyễn. Không phải Nguyên. Nguyên. Tên nghe để Tây sờ tí thôi, tại vì ngày xưa sang Mỹ người ta bao sợ người ta không đọc chữ Hoàng á, để cái tên Tây Tây đó. Người ta đọc cho dễ thôi chứ cũng không có ý nghĩa gì đâu. Cũng thế, chắc là tên là Evelyn, đọc là Evil. Evelyn? Uh-huh. Evelyn á, tên thế nhỉ? Evelyn á. Ơ, tên Việt Nam là Nhi nhưng mà tên cũng không phải là Evelyn. Chả tưởng, biết. À, bà không phải tên là Nhi đúng không? Nhi thật mà, đi làm gì? À, thế tí qua đứng dưới trước cửa Rivera Park và bảo Nhi ơi, mà Nhi không trả lời như nào. Nhi bảo Nhi đi bốc Nhi đầu ơi. Rồi, bây giờ Nhi bảo Nhi không đi nữa. Và mình rủ Nhi đàng hoàng. Trên live. Thôi Hoàng. Hử? Hoàng rủ ra đi mà. Đi thật không chứ, bây giờ Nhi làm sao mà biết Nhi ở đây thật hay là không đâu. Ơ, ừ, thế bây giờ chả có cái kiểu phương thức liên lạc gì cả, biết rồi. Bây giờ Nhi phải làm nào để liên lạc được với nhau chứ, còn bây giờ mà không biết được là Nhi có ở đây thật không. Thì phải cho cái gì để biết phương thức liên lạc của nhau chứ, làm sao mà biết được. Ok, thế bây giờ tớ để lại phone number của tớ nha, không cậu nháy qua nha. Không cậu. Ok. Không tin tớ gửi vị trí cho luôn chứ, đi làm gì. Ok, thế bây giờ cậu. Tớ để số điện thoại tớ đây, xong cậu gửi location ra cho tớ nha. Ok. Đây cậu thấy chưa? Ok. My phone number. Tớ thấy gì nha. Có thể cậu. Ơi. Sinh năm bao nhiêu? Cậu sinh năm bao nhiêu? Cậu thử đoán xem. Cậu đoán xem tớ sinh năm bao nhiêu. Tớ đã biết chắc bằng tuổi tớ đúng không? 2000. Cậu 11 đô. Dạ, thế là làm em mình rồi.
Mình ăn số 9. Cô xưng cậu tới cho trẻ. Tự nhiên xưng anh em thành trên dưới để nếp mình. Nhưng cứ tưởng anh cứ you and me cho nhanh nhỉ. Tội gì phải thế đúng không? Tớ thế. Đúng không? Tới cho nó. Tớ với cậu ấy cho nhanh. Đâu? Đấy, thấy số người ta chưa? Tớ nhắn gì? Còn điều rồi. I don't see your location though. Đâu? Có người nhảy máy ra đây nào? Tối á? Không. Gọi luôn bây giờ mày tin chứ. Bây giờ tao ra tớ mới gọi được chứ. Tao ra à? Ừ nhỉ. Ừ. Tớ đang chơi ôm mẹ điện thoại à? Ừ. Thế thì bây giờ nhá, tí mà người ta unnext nhá, người ta phải nhìn thấy một cuộc gọi. Nhưng mà bây giờ cậu vẫn text được không? Cậu thử text một cái thế nào? Nhắn tin qua thế nào? Không, bây giờ nó sẽ bị ấy, tôi không biết. Đấy là bị gì à? You lying. Yêu không? Cậu không ở đây cái đúng gì? Không? Cậu nói cậu xạo đúng không? Cậu không nhắn cho tớ đúng không? Thế mà bảo là Hoàng rủ, mà. Hoàng rủ giờ... cậu sẽ đi. Thôi, bây giờ tớ gọi cho cậu. Gọi được thật không? Được, chắc chắn luôn. Nhưng mà phải ao về TV ra 15 giây. Đâu cậu gọi đi xem nào. Ừ. Cậu gọi đi. No, she trapping though. Nah bro, she ain't being for real bro. She ain't being for real bro. Nah bro. Nhưng mà tôi nghĩ là Tôi nghĩ là bạn ấy ở đây thật đấy, tại vì bạn nói với tôi địa chỉ đúng ở đây mà. A lìn thật chứ. Tìm Độ à? Anh Độ bao giờ đủ uống bia nhỉ? Bây giờ đi đánh bia nhỉ? Alo? À, gọi thật luôn cơ. Kinh quá nhỉ, có tưởng lừa. Lừa thật không, còn biết này. Đâu, có lừa không? Không biết này. Đâu, định vị đâu, người ta có biết là cậu legit hay không chứ? Thôi xem nào. Alo? Cậu để tôi xem là cậu legit không đã. I'm trying to see if you being for real, yo. You lying or not? Đâu rồi, xem nào. Qua Zalo cũng được. Cái gì cơ? Tí rủ qua đánh bia giới thiệu với anh em vừa. Alo. Cậu vừa bảo cái gì cơ? Cô chưa like làm gì nữa. Không phải. Tớ bảo cậu gửi qua Zalo cũng được. À ở đây tớ search số điện thoại cậu trên Zalo cũng được đúng không? Let me see. Cậu tên là Nhi thật, tớ nhìn thấy cậu rồi. Tớ nhìn thấy ảnh đại diện Zalo của cậu rồi. Ừ. Cậu để tay vào má đúng không? No. Cậu để tay vào má này. Cậu là Việt Nhi đúng không? I saw your photo though. Đấy là cậu à? Đấy là cậu đúng không? Đấy là cậu trong hình đúng không? Ain't you cute? Đó giờ không thấy location nhỉ? Hả? Cái gì cơ? Thật luôn, nó đã gửi đâu? Đâu có thể cái gì đâu, điều thế. Đây. Thích cái người ta gửi trước cho luôn này. Ok, vừa nói tên mình xong đã quên rồi, thế là như nào? Vừa nói tên mình xong đã quên rồi. Không cần biết Hoàng gì, tôi bây giờ nếu mà quên thì để người ta còn có dịp đi gặp nhau, người ta còn nhắc lại cho đúng không? Ok, tốt, chốt rồi nhá. Mà tớ vẫn chưa biết là cậu ở đây thật hay không ấy chứ. Thì không bảo ai bảo cậu ở Hà Nội thật không, nhưng mà cậu phải hàng xóm tớ không ấy, cậu ở gần nhà tớ không ấy chứ. Đúng không? Đúng Rivera luôn. Hả? Để... À? Yeah. Bây giờ ở một mình nên là chuyển sang đội cấn á. À chuyển về đây á. Nào, bây giờ tự nhiên không thích ở cùng bố mẹ nữa, chuyển ra ở mình.
Ok, nhưng mà tí tí phải gửi định vị anh để người ta tin cơ. Xong rồi mình sẽ biết phương án tiếp theo là gì đúng không? Ok, call that a deal, ok? Call that a deal. Ok. Con đợi tí tớ, bây giờ tớ tớ off stream đã. Ok, thế nhá. Tớ nhắn tớ nhá. Man, she lives close to him. She lives close to him. Không có tôi nhìn ảnh đại diện bạn qua Zalo mà. Can you see your photos though? Đây rồi, tới con. Hey, she kinda cute though. She knows how to make up. She knows how to make up and stuff. She looks like a wholesome girl. Bro, what do you mean, bro? Bro, you saying? Cho xem lại hình đi á. Để xa xa tự nhiên lộ mặt bạn ra. Nè, ai, con nhìn thấy rồi, ai, thấy rồi. Ai con, you see, guys in the corner. Guys in the corner. She kinda cute though. She kinda cute. Damn. Vấn đề là bây giờ mình phải đi qua như là qua đánh bia với anh em rồi. Anh chị em. Bỏ bia này. Bro, shut up, bro. Chắc là đi đánh bia. Oh, you thirsty motherfuckers, bro.